Ăn kiểu khổ sở đi, chói chát. Hello anh em, hôm nay anh em xem mình thuyết minh nhé. Và những anh em nào mà muốn tải action thì anh em hãy coi dưới đường link nhé. Với lại cái phần hướng dẫn sử dụng cái action đó nằm cuối video anh em ạ. Và bây giờ thì Thanh La xin chia sẻ cái hành trình Thanh La đi nhé. Bắt đầu đi là 6 giờ sáng từ ở nhà mình thành phố Hồ Chí Minh, và mình xuống tới mình đi xe máy xuống tới Tân An. Mình đi nhờ xe hơi này, chẳng phải xe mình anh nhé. Đó, thì bây giờ mình chuẩn bị ăn sáng rồi thì bắt đầu xuất phát. Bây giờ là 9:15 và anh em coi theo dõi mình đi cái đó khoảng bây giờ nhé. Không phải được rồi, anh ơi. Nóng quá hả? Mình giờ em lấy chìa khóa đâu xe em nổ. Và mình đi đến đây thì tầm khoảng 11 giờ 15 là mình đến cái chỗ mà địa điểm để mà chụp. Thì cái chỗ này chắc một số anh em đã biết rồi, và cách đây 3 năm mình đã đi rồi. Bây giờ mình đi lại thì nó có khác rất là nhiều. Giờ anh em theo dõi tiếp video để biết như thế nào, Thái Lai sẽ chia sẻ từng cái khúc đoạn đường đi mà vô trong đó nó khác cái gì. Chắc chắn một số anh em nào mà đã từng đi ở đây cách đây 3 năm thì chắc chắn bây giờ nhìn là khác rồi. Mình con vậy thôi, mình cứ ngỡ là như cũ nhưng không phải anh em ạ. Rồi giờ anh em theo dõi tiếp video để biết Thái Lai chia sẻ một số view góc như anh em nào mà đã từng vào đây chụp thì biết rồi. Còn anh em nào mà chưa đi thì chắc chắn coi video này sẽ giúp ích cho anh em có một chút kinh nghiệm để mà nhìn góc. Rồi tiếp tục của hành trình thì mình đến đây thì ở đây là có mua vé. Theo như cách đây 3 năm thì vé mình không nhớ rõ lắm, nó rẻ hơn. Còn bây giờ thì người ta đã xây lại rồi, người ta đã hoạt động lại, người ta đã trang trí rất là nhiều. Và hồi trước Thái Lai được biết là khi mà vô đây mua vé xong, sau đó mình sẽ đi đò ra cái gọi là cái gì mình không biết dùng từ sao anh em ạ. Còn bây giờ là thì anh em đây, bây giờ là anh em đi xe nhé. Bây giờ đi xe và mình đi xe ra cái chỗ mà để cái cầu để mình đi qua thì nó hơi vất vả một chút. Đấy, thì anh em coi anh em thấy nó khác, người ta xây vòm lên thế này này. Thì chắc chắn một số anh em nào coi cũng đã biết cái chỗ này rồi. Mà bây giờ thì nó khác xa anh em ạ. Mình đi xe điện từ ở ngoài đó vô đây thì trên cái xe điện này mình mua vé có sẵn luôn. Tiền vé xe hình như 10.000 thôi, còn tiền vé đi vô đây chụp cái gì đó thì tính một người là 70.000 nhé anh em, 70.000 một người, cũng rất là rẻ, không đến nỗi mắc lắm. Hai người đi 150 là ok anh em nhé.
Đấy, mình tới thì tầm 11 giờ 15 thì uống nước vệ sinh cá nhân xong rồi tầm 11 rưỡi là bắt đầu đi bộ vô, rất là xa. Và đặc biệt một điều anh em thấy trong cái video này có cảnh Thái Lai và học trò của mình đã ăn cơm mà không có muộn múc canh nha anh em. Ở trong này là chắc chắn anh em nào đi một là bới cơm hay là bới mì gì đi ở nhà mình tới ăn luôn nha. Ở đây vô trong này thì có nhà cả, mình muốn ăn thì mình phải đi bộ ra mất có tầm nửa tiếng và mình phải gọi xe tới chợ mình ra mua mới có đồ ăn. Đây, lúc này hành trình đi vô là không mua gì vô hết, và lúc mà trên đường vô thì không cả thấy bán gì cả, cho nên khi vô trong này thì chắc chắn một điều là anh em biết rồi, đói. Và cân nhắc một điều là mình chia sẻ thêm luôn, trong chuyến hành trình này thì nhóm học trò Thái Lai và Thái Lai cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn, thí dụ như đói, thứ hai là khát. Và anh em nhớ đặc biệt đem nước đi nhiều nhiều nha. Đây, sau một đoạn đường đi thì vô là gặp một con chòi thế này. Đó thì thấy ai quên một chút cảnh cho anh em coi. Đó, bây giờ người ta làm lại rồi còn. Chỗ hồi xưa thì người ta chặt cây hết chân rồi, nhưng mà view vẫn còn đẹp nếu anh em có thời gian, tại vì Thái Lai ở trong này rất là rộng, Thái Lai không có đủ thời gian để mà đi kiếm view nhiều để chụp đâu, chỉ kiếm một chỗ nào ngồi để cho có nguồn sáng được cái là để cho học sinh thực tập cái cảnh ngược sáng ánh sáng rồi ven thì thôi, chứ đi hết cái này trong một ngày chắc không thấy đâu, tại vì nhiều lắm anh em ạ. Tại vì trước đây 3 năm mình đã đi một lần rồi cho nên mình biết là nhiều, nhưng mà vô đây nắng, bây giờ người ta xây thêm cái này này. Còn những cái view khác rất tiếc là Thái Lai không đi những cái view khác cho anh em coi, vì rất là xa, khi mà vô đây là đi bộ, tất cả đi bộ hết. Và cảm giác là đói bụng và khát nước. Nhìn anh em thấy nhìn cảnh đi dâu đi có lẽ là sung sướng chứ không phải anh em ạ, cực lắm á. Nhưng mà đam mê, chính là đam mê anh em. Anh em nào mà mới biết kênh của Thái Lai thì ủng hộ Thái Lai nhé, đăng ký vào kênh giúp Thái Lai để xem được những video sau này Thái Lai chia sẻ, hoặc là Thái Lai chia sẻ những cái bữa đất xét màu sắc rồi như trong video này action, Thái Lai chia sẻ action rồi chia sẻ cách hướng dẫn anh em xài. Còn những anh em nào mà quen Thái Lai rồi thì nhớ là comment nha, comment góp ý đó. Nhưng mà thực sự thì Thái Lai cũng chia sẻ luôn những cái video thế này, thì trong video này Thái Lai quay bằng tay, không có gimbal hay đồ gì đó, quay bằng Sony A7 nha anh em, một dòng máy mà hiện thoại đã hình như không nhắc đến nó rồi, nhưng mà Thái Lai quay thì vẫn thấy ổn lắm. Đây là chiều rồi, cảnh này thì đã chiều cũng tầm hình như 4:30 5 giờ gì sao đấy. Cảnh này anh em đã coi cảnh mà học viên Thái Lai đã thực tập chụp ngược sáng. Thế thì Thái Lai đi chứ cần có một nguồn sáng vô là đủ rồi, cho nên Thái Lai không đi nhiều cảnh được anh em nhé. Đây anh em thấy nhìn về đó cho nó tối lắm, và đến đoạn này thực sự là thì cũng đuối hết chân rồi, gần đuối rồi. Anh em nhìn video thì thấy nó đơn giản vậy thôi, chứ thực ra đi bộ nó vòng vòng đu 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 tới và nắng khác. Đấy, Thái Lai chia sẻ khúc này thì một người bạn học trò mình lấy lá và lấy tay xe cho nó ra cái bụi đó để cho nó hiệu ứng xuống. Nhưng mà rất tiếc, ít quá anh em ạ, lần sau phải mua cái gì nhiều hơn chút. Đấy, nếu mà các bạn quay phim thì rất là đẹp đấy nha. Đấy, tất cả video thì Thái Lai quay bằng tay không à, không có gimbal cho nên nó lắc chút, anh em thông cảm nha.
và có mua một loại ống xịt này đấy, ống xịt này để xịt nó ra cái pháo, nhưng mà rất tiếc đã hư một cái rồi vì không biết xài. Sau bài này, video này Thái Lan chia sẻ luôn nhé. Cái mà các bạn coi đốt lửa đó thì dễ bị hỏng tay, mà Thái Lan đã bị rồi. Còn cái này thì hãy cẩn thận khi phải xài thử nhé. Các bạn tải về cái essence này, về ở đây các bạn tải về cho máy tính mình thì mình đã nén lại rồi. Các bạn hãy tải cái này về, xong đó các bạn bấm giải nén nhé, bấm chuột phải ra giải nén ra. Các bạn nào mà chưa có cái phần WinRAP này thì tải trên mạng về là được nha các bạn. Rồi khi các bạn tải về xong các bạn bung ra thì nó có cái file thế này, đây cái file này. Sau đó các bạn hãy vào cái action, các bạn bấm chuột phải bên đây này, bấm bên đây này ha. Các bạn loa, tìm chỗ loa ra đây. Khi các bạn tải về thì các bạn bấm vào đây, các bạn loa đây nhé, tải ra này. Trong cái thư mục này các bạn bấm load ra đấy, load ra. Sau đó các bạn mở tấm hình này ra, các bạn làm thử hình của này nhé, load ra. Rồi thì ở đây các bạn có việc nó có bốn hiệu ứng ở đây thì mình sẽ chạy cái này. Ở đây các bạn muốn làm cái nào thì làm, có màu sẵn luôn. Thì ở đây là mình làm cái phần này cho các bạn coi này. Đấy. Rồi, sau khi các bạn chạy xong thì các bạn bấm top. Qua vào bảng layer, các bạn bấm layer. Đấy, các bạn layer thì ở đây nó có ba mục. Ở đây có ba mục suspend, minimum, strong và low. Thì cái này là làm nét ảnh. Sau đó các bạn hãy gộp tất cả các layer này lại này, gộp lại hết. Ha, gộp lại. Đấy, bạn bấm Ctrl G gộp lại nhé. Ctrl G trong này không thấy. New group. Đây, cầm đây lôi vô. Đấy. Cầm đây. Rồi. Đấy. Đấy. Sau đó các bạn có thể là xóa cái bấm vào đây, xóa vào một mặt đi, bấm vào đây, chọn công cụ là garden này để xóa nó, chọn đây nhé. Ở trên này nút normal hoặc là modular tùy, hai cái này cũng được, cái nào được hết đó. Modular xóa vào mặt đấy, xóa vào bất kỳ chỗ nào mà các bạn muốn nhé. Đấy, dù mình xóa này đấy. Rồi đấy, các bạn nào mà mới biết kênh Thái Lai xin ủng hộ Thái Lai nhé, đăng ký vào kênh để ủng hộ kênh mình nhé Thái Lai. À các bạn, đây khi các bạn làm xong rồi đấy, sau đó các bạn muốn làm nét ảnh lên, các bạn mở lên nét ít hay nét nhiều tùy mình này ha. Đấy. Đấy. Đấy rồi các bạn bỏ xóa hai cái này đi, xóa đi, mình nét ít thôi, dán lại. Okay. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của Thái Lai và nhớ ủng hộ đăng ký kênh giúp mình nha các bạn, và comment để lại cảm nhận, và hẹn anh em lại video sau.